Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 216. Trần Hoài Long tựa như không nghe thấy, ông ấy vội vàng đứng dậy, cười ha ha nghênh đón Ngô Bình. Bình à, sao cậu lại có thời gian đến tìm ta? Có phải là hết tiền xài rồi không? Mấy ngày không gặp, sao dáng vẻ của cậu thay đổi thế này? Cũng may là ta nhớ rõ khí tức của cậu, khí tức của cậu không lừa được ta. Ngô Bình cười nói, viện trưởng, trước kia tôi dùng diện mạo của người khác, diện mạo hiện tại mới thật sự là tôi. Trần Hoài Long vô cùng vui vẻ, nói, đúng thế. Tê dáng vẻ trước kia của cậu tuy rằng không tồi, nhưng vẫn kém một chút. Bây giờ thì uy phong khí phách, lại không mất đi sự anh tuấn, rất tốt. Sau đó ông ấy mới cười hỏi Dược lão, ngọn gió nào đưa ông đến đây thế? Dược lão không nói chuyện, mà đưa tay ném tụ hiền đan cho Trần Hoài Long. Trần Hoài Long nhận lấy đan dược, nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, ông ấy lập tức nói với Khương Đông Hải, mời thế tử về cho, bổn viện có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Giọng điệu của Trần Hoài Long có hơi nghiêm túc, khiến cho Khương Đông Hải cảm thấy hoảng sợ, vội vàng đứng dậy vái chào, sau đó đưa người vội vàng lui ra. Đi đến ngoài cửa lớn, Khương Đông Hải vừa kinh ngạc vừa tức giận, nói, tà môn. Viện trưởng Trần Hoài Long vì sao lại khách khí với Ngô Bình như thế? Trong đám tùy tùng, có người nói, nghe người trong học viện nói, điểm khảo thí khi vào viện của Ngô Bình khá cao. Không đúng, Khương Đông Hải lắc đầu, nếu chỉ là vì điểm cao thì không có khả năng có đãi ngộ như vậy. Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Ngay lúc Khương Đông Hải mang theo sự nghi ngờ rời đi, Trần Hoài Long đã nhìn chằm chằm vào tụ hiền đan, cười to ha ha tụ hiền đan. Hơn 10.000 năm rồi, thế mà các người lại luyện ra được tụ hiền đan. Dược lão cười tủm tỉm, nói, đây là công lao của Tiểu Bình. Muốn luyện chế loại đan này, không chỉ có pháp bảo Thánh Hoàng, mà còn cần phải có khí vận mạnh mẽ, những chuyện này chỉ có Ngô Bình có thể làm được. Trần Hoài Long thu hồi đan dược, vỗ vỗ bả vai Ngô Bình một cách thân thiết, Tiểu Bình, cậu thật sự không khiến ta và Dược lão thất vọng, hay lắm, thật tốt. Viên đan dược này, đã thử chưa? Dược lão, dư thần đã uống đan dược, hắn đã bước vào hiền cảnh. Hai mắt Trần Hoài Long sáng ngời, ta nói mà, sao hắn lại đột nhiên đột phá như thế, hóa ra là uống tụ hiền đan. Tiểu Bình, tụ hiền đan này, cậu có thể luyện chế bao nhiêu lò một ngày? Ngô Bình suy nghĩ, nói, nhiều nhất là 3 lò, 12 viên. Được, cho ta 100 viên trước, mỗi viên đan dược, ta trả cậu 500 triệu thánh thù. Đương nhiên, số tiền này chỉ là tượng trưng thôi. Sau này, toàn bộ tài nguyên của học viện đều đem cho cậu. Cậu yêu cầu thứ gì, chỉ cần đến lấy, không cần phải trả phí sử dụng. Nói rồi, ông ấy đưa một chiếc chìa khóa hình bán nguyệt giao cho Ngô Bình, cười nói, bằng cái chìa khóa này, cậu có thể đi vào kho hàng của học viện bất cứ lúc nào. Ngô Bình nhận lấy chìa khóa, cười nói, đa tạ viện chủ. Trần Hoài Long cười ha ha, Tiểu Bình, ta thấy cậu đã ngưng tụ thần anh, rất nhanh là có thể hình thành cửu biến. Chờ sau khi cậu đạt cửu biến, ta sẽ cho cậu ra ngoài. Trở thành thiên kiêu mà tất cả mọi người trên Thánh Cổ Đại Lục đều biết đến. Chờ thời gian đến rồi, sẽ bước lên con đường của Chúa Tể. Ngô Bình gật đầu, nói, viện trưởng, tôi có mấy đứa con trai và con gái, tư chất của bọn chúng cũng không tệ lắm, có vài đứa đã mở thánh mạch. Tôi hy vọng bọn nó có thể đến học viện để học tập. Nghe nói đã mở thánh mạch, hai mắt Trần Hoài Long tỏa sáng, đến, đến. Cậu yên tâm đi Tiểu Bình, con của cậu chính là cháu ngoan của lão Trần ta đây, ta nhất định sẽ an bài cho chúng thật tốt. Sau khi Ngô Bình và Dược lão đầu lui ra, ý cười trên mặt Trần Hoài Long vẫn chưa mất đi. Bỗng nhiên, ông ấy nói với không khí, dùng Thánh Hoàng Ấn đưa Thế tử Khương Đông Hải về Khương gia, trong 10 năm không được cho hắn ta ra khỏi cửa. Khương gia hỏi đến thì nói là ta nói. Trong không khí truyền ra một tiếng, tuân mệnh. Cùng ngày hôm đó, đám người Khương Đông Hải bị đánh bất tỉnh. Chờ đến khi hắn tỉnh lại, phát hiện bản thân đã ở trong nhà, hắn vừa kinh ngạc vừa giận dữ, đang muốn dò hỏi, đã bị cha của hắn, gia chủ hiện tại của Khương gia tát một cái. Cái tên khốn khiếp, rốt cuộc là mày đã làm cái gì mà khiến cho Trần viện trưởng dùng Thánh Hoàng Đại Ấn, hạ lệnh cấm túc mày 10 năm. Gì, cấm túc 10 năm, Khương Đông Hải lập tức trở nên nóng nảy, cha, con không có làm cái gì cả. Trần viện trưởng cũng khách khí với con, trừ. Nói đến đây, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, lẩm bẩm n. Là hắn, nhất định có liên quan đến hắn.
Tên khốn khiếp, rốt cuộc hắn là ai, ta hận hắn. Cùng hôm đó, Ngô Bình đưa bốn đứa Lý Dược Sư, Lý Giật, Lý Tinh Kiếm, Lý Thái Nhất, đến học viện Kim Long. Dưới sự an bài của viện trưởng, mỗi đứa bái một vị lão sư, trở thành đệ tử của học viện. Mỗi ngày Ngô Bình luyện ba lò đan dược, thời gian còn lại dùng để tu luyện truyền thừa trong người rối mà, võ hoàng để lại. Tám ngày sau, anh đã gom đủ 100 viện tụ hiền đan, đem đi giao cho Trần Hoài Long. Không biết Trần Hoài Long đã dùng thủ đoạn, ông ấy lấy 100 viên đan dược này, rất nhanh đã thu hút rất nhiều lão sư từ các học viện khác. Hơn nữa, không quá 2 ngày, những lão sư đó, tính cả mấy lão sư trẻ tuổi mới tới ở học viện Kim Long đều lần lượt đột phá, đi vào hiền giả cảnh. Ngô Bình căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, luyện xong 100 viên tụ hiền đan, lại cùng nhau luyện thánh kiếp đan với dược lão. Giống như trước đây, rất nhạnh đã có một đám cao thủ cảnh giới hiền vương hội tụ tại học viện Kim Long, á tính cả bản thân học viện Kim Long, đã có hơn 100 người. Hơn 100 người này, cùng lúc đó ăn vào thánh kiếp đan. Cuối cùng trong đó có 59 người thành công bước vào cảnh giới thánh nhân. Còn lại thì không đột phá, cũng không bị thương, mà thay vào đó lại mượn thánh kiếp để cường hóa thể chất. Nếu bọn họ trải qua thánh kiếp lần thứ hai, thì cơ hội đột phá sẽ tăng lên cực đại. Chuyện học viện Kim Long có thêm 59 vị thánh nhân, tin này vừa được truyền ra, khiến cho cả thế giới chấn động. Hai vị chúa tể lập tức đích thân đến thăm, nội dung cuộc trò chuyện không rõ. Nhưng dẫu sao các vị chúa tể đều mỉm cười rời đi. Ngay sau đó, Ngô Bình lại nhận được đơn đặt hàng, Trần Hoài Long nói còn cần 100 viên tụ hiền đan, cùng với 100 viên thánh kiếp đan. Ngô Bình cũng không từ chối, thế nhưng kéo dài thời gian cung cấp đến 2 tháng. Dẫu sao mỗi ngày đều luyện đan quá mệt mỏi, cũng thật nhàm chán. Trần Hoài Long đương nhiên cũng không có ý kiến, chỉ cần có đan dược, thì chờ 2 tháng cũng được. Bốn đứa nhỏ tuy đều đã bái sư, nhưng Ngô Bình vẫn không yên tâm, có thời gian sẽ gọi bọn nhỏ vào truyền thụ một thân sở học. Thân là truyền nhân của Vương Tòa Kiếm Đạo, hơn nữa còn ngẫu nhiên có được tuyệt học của Võ Hoàng, thực lực của bốn người Lý Dược Sư nhanh chóng tăng lên, tiến triển thần tốc. Cứ như vậy, Ngô Bình một bên luyện đan, một bên dạy con, chớp mắt đã là 7 ngày. Trong một ngày, anh cảm nhận cấm kỳ thần anh đã viên mãn, lập tức bắt đầu đánh sâu vào tiểu thần kiếp. Tiểu thần kiếp là tai kiếp phải trải qua trước thần môn cảnh, người lịch kiếp chính là thần anh. Thần anh sẽ trải qua gió thổi lửa đốt, sẽ bị sét đánh, gió thổi, âm hỏa thiêu. Nếu không cẩn thận, thần anh của Ngô Bình sẽ bị đánh thành cho bụi. Ngô Bình đã tích lũy rất nhiều nên không cảm thấy sợ chút nào, trực tiếp thông qua đạo môn kia đi vào hỗn độn giới. Vừa vào hỗn độn giới, cấm kỵ thần anh đã bay lên trời. Thần anh càng mạnh, thần kiếp cũng càng mạnh. Lúc này lần sấm sét đầu tiên xuất hiện, uy lực mạnh hơn gấp trăm lần so với lần đầu gặp sấm sét của tiểu thần kiếp. Dư Quảng Hạ cười khổ một tiếng, đừng nói thế, tôi bị người ta ám sát suýt chết. Dưỡng thương lâu vậy mà vẫn không lành. Sau đó hắn lệnh cho người dâng trà lên. Ngô Bình liếc một cái, thương tích của Dư Quảng Hạ không phải vấn đề lớn, chỉ là hắn bị thương do bị nguyền rủa nên mới lành chậm. Nếu không giải quyết, có lẽ sẽ phải kéo dài tận mấy năm. Thậm chí là hơn chục năm. Anh Dư, anh ngồi đừng nhúc nhích, tôi chỉ thương choi. Dư Quảng Hạ biết bản lĩnh của Ngô Bình nên mừng rỡ, ngồi xuống ngoan ngoãn. Ngô Bình thúc giục cửu dương hóa cấm, một tia sáng xoay vòng, từ trong cơ thể Dư Quảng Hạ lôi ra một đám khỏi đen, sau đó cắn nuốt nó rồi luyện hóa. Dư Quảng Hạ lập tức cảm thấy cả người nhẹ nhõm, hắn mừng rỡ nói, anh Ngô, tôi thấy khá hơn rồi. Ngô Bình gật đầu, anh nghỉ ngơi vài hôm, vết thương sẽ khôi phục nhanh thôi. Hai người nói chuyện phiếm một chút, Dư Quảng Hạ mới hỏi mục đích Ngô Bình tới đây. Ngô Bình nói lại việc, mình đưa Liễu Mị về đại diễn, thuận đường sang đây. Dư Quảng Hạ cười nói, Long Khiếu Thiên mà biết anh tới thì chắc rất vui, tôi đã báo cho anh ta. Long Khiếu Thiên từng được Ngô Bình cho đan dược, nâng cao tư chất, trong lòng rất biết ơn Ngô Bình, hai người đã thành bạn bè. Ngô Bình gật đầu, cũng được. So với Dư Quảng Hạ, dạo này Long Khiếu Thiên sống khá thoải mái. Ăn vào bát môn kim thủy đan rồi, tư chất anh ta vượt trên những người cùng thế hệ trong gia tộc, chỉ có vài thiên kiêu mới sánh bằng. Long Khiếu Thiên vừa nghe nói Ngô Bình tới thì vội vàng chạy đến. Ngô Bình còn chưa uống hết ly trà là người đã tới. Long Khiếu Thiên là khách quý của Dư Phủ nên có thể vọt thẳng tới phòng khách, từ xa đã chắp tay với Ngô Bình, anh Ngô, anh Ngô.
anh tới thần nguyên tiên giới mà sao không báo trước, người anh em nay sẽ quét sân chào đón. Ngô Bình có thể cảm nhận được sự thật tình của Long Khiếu Thiên, anh cười nói, tôi không có bạn bè gì ở thần nguyên tiên giới, chỉ quen biết hai người, chẳng phải tôi đã tới rồi à. Nói xong, anh sờ mặt, khôi phục vẻ ngoài vốn có, Ngô Bình mà các vị biết trước đó là một tầng thân phận của tôi, hiện tại mới là vẻ ngoài thật. Hai người kia giật mình, họ cũng từng làm chuyện tương tự, dùng một thân phận khác để ngao du thiên hạ, như vậy, dù gây họa thì cũng chẳng ai biết lai lịch của họ. Long Khiếu Thiên cười, anh Ngô, vẻ ngoài của anh càng có thể khí thế vương giả đó. Dư Quảng Hạ không nhịn được mà hỏi, thân phận thật của anh Ngô là? Ngô Bình, viện chủ viện đan đạo của Nguyên Thủy, Sơn, cũng là đệ tử quan trọng của đệ nhất kiếm tông, thân phận anh rất nhiều nhưng nói hai cái này cũng đủ rồi. Hai người kia khâm phục, Long Khiếu Thiên mở to mắt, anh Ngô, truyền thuyết của anh ở đệ nhất kiếm tông làm tôi rất khâm phục, đứng đầu kiếm bảng, đánh bại thiên kiêu đứng đầu thiên hằng kiếm tông. Chuyện này thì ai trong thần nguyên chẳng biết chứ, chỉ là không ngờ anh Ngô còn là boss của Nguyên Thủy Sơn, tôi bỗng cảm thấy mình không dám nói mình quen anh. Ngô Bình cười nói, đó là thân phận ngày xưa thôi. Ba người tán gẫu rồi nói tới thiên hằng kiếm tông, Long Khiếu Thiên nói, thiên hằng kiếm tông thua trận lần trước rồi thì rút khỏi vạn kiếm tiên giới luôn. Nên biết vốn dĩ thiên hằng kiếm tông định tiến vào vạn kiếm, so. Đấu với các tông môn tại đó, nhưng sự mạnh mẽ của Ngô Bình lại khiến họ thấy áp lực, tầng lớp quản lý bàn bạc kỹ càng rồi thì cho rằng không nên xung đột với Ngô Bình, vì thế quyết định tạm hoãn kế hoạch tiến vào vạn kiếm. Dư Quảng Hạ, nghe nói hiện tại các đại tiên giới đều không yên bình, Huyền U tiên triều còn đang trưng binh. Vài đại giáo cũng dần dựng nước, có vẻ ôm dã tâm lớn. Long Khiếu Thiên hạ giọng, mấy ngày trước, lão tổ nhà tôi còn bảo, vách chắn giữa các tiên giới sắp bị vỡ. Đến lúc đó các đại tiên giới sẽ nổi liền, những thế lực này đang bày trận đó, ngay cả nhà họ Long cũng hành động như thế nhưng không làm quá như bên ngoài. Ngô Bình, vách chắn giữa các tiên giới sắp biến mất sao? Nguyên nhân là gì? Long Khiếu Thiên, hình như là quyết định chung của các ông lớn bên hỗn độn giới. Thật ra tiên giới là một mảnh thống nhất, chỉ là sau này có người lần lượt mở các linh đài thế giới ở đây, linh đài dung nhập vào. Mới tạo thành thế cục hiện tại. Thực tế, tiên giới lớn hơn chúng ta thấy rất nhiều. Ngoài 10 đại tiên giới còn có các khu vực chưa mở. Ngô Bình, hóa ra là thế. Linh giới cũng là một mảnh thống nhất hà. Long Khiếu Thiên, linh giới thì là một động thiên tồn tại dựa vào tiên giới. Nếu vách chắn của tiên giới biến mất, đại tiên giới xuất hiện thì toàn bộ linh giới sẽ xuất hiện khắp tiên giới, tồn tại dưới hình thức động thiên. Ngô Bình đột nhiên cảm thấy tương lai, đại tiên giới sẽ như thánh cổ đại lục. Đang yên đang lành sao tự dưng bên trên xóa bỏ cái chắn, Dư Quảng Hạ nghe xong thì ngẩn người. Long Khiếu Thiên, cụ thể thì không biết nhưng các thế lực lớn nhỏ đều đang chuẩn bị nhưng chắc chắn là đại tiên giới xuất hiện thì các thế lực nhỏ khó tồn tại. Kẻ mạnh càng mạnh, người yếu thì phụ thuộc hoặc là diệt vong. Trong mấy chục năm tới, đại tiên giới sẽ xuất hiện hoàng triều siêu cấp, đại giáo siêu cấp, thế gia siêu ca 61 vi 1 bằng. Gia tộc của Long Khiếu Thiên là thế gia vạn năm, dễ dàng phán đoán thế cục, tất nhiên anh ta sẽ biết. Ngô Bình, xem ra tiên giới sẽ khó có thể bình yên. Không biết khi nào những cái chắn này khi nào biến mất. Còn chưa rõ lắm, có lẽ là mai, cũng có thể là vài chục năm sau, Long Khiếu Thiên lắc đầu. Nói tới đại tiên giới, Long Khiếu Thiên lộ ra vẻ chua xót, hầy, đến lúc đó, e là tư chất của tôi sẽ chẳng là gì. Lão Tổ nói, Long Thị muốn tìm chỗ dựa, bồi dưỡng thiên kiêu tuyệt thế thì tôi còn chưa đủ. Cha tôi cũng nói, trong tộc có lẽ sẽ bồi dưỡng một đệ tử khác. Ngô Bình cười nói, tư chất không đủ thì không sai, tôi có thể giúp anh. Long Khiếu Thiên trợn to hai mắt, kích động hỏi, anh Ngô, anh có cách giúp tôi à? Ngô Bình, tôi có một viên nghịch thiên cải mệnh đan cực phẩm, anh muốn thử không? Viên thuốc này có hiệu quả vượt xa bát môn kim thủy đan, mà không hề xung khắc. Long Khiếu Thiên hưng phấn, liên tục gật đầu thử, đương nhiên là thử. Đan dược này của tôi cần dùng kho phiếu để mua. 5 tỷ, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, giá mà Ngô Bình đưa ra không cao, vì dù người khác trả 50 tỷ kho. Phiếu thì cũng không thể mua được đan này. 5 tỷ khi phiếu là số lượng không nhỏ, cho dù Long Khiếu Thiên có cha là gia chủ thì cũng phải đi gom góp. Ngô Bình cười hỏi, nhà họ Long cần 2 viên. Long Khiếu Thiên nói, tôi còn một em trai,
tuy còn nhỏ nhưng tư chất không kém hơn tôi. Nếu em trai ăn một viên đan dược thì chắc chắn sẽ có thành tựu vượt xa tôi. Ngô Bình hỏi, em trai cùng mẹ à? Long Khiếu Thiên gật đầu, em trai tôi còn nhỏ nhưng từ nhỏ đã thân với tôi, tư chất tôi kém, bị người ta bắt nạt, em ấy sẽ liều mạng trả thù cho tôi nên tôi mới mặt dày xin một viên thay cho em ấy. Ngô Bình, được. Anh lấy ra hai viên giao cho Long Khiếu Thiên, đối phương cầm bằng hai tay, không ngừng cảm ơn. Dư Quảng Hạ hâm mộ, tiếc là gia tộc hắn không có nhiều tiền như thế, chỉ có thể nhìn thôi. Không lâu sau, nhà họ Long đã sai người đưa tới một cái túi. Trong đó là 10 tỷ kho phiếu, Ngô Bình nhận lấy rồi nói, anh Long, giờ anh thử xem hiệu quả thế nào. Được, Long Khiếu Thiên ăn một viên, nghịch thiên cải mệnh đan tác dụng thế nào không? Cần phải nói, ăn xong, Long Khiếu Thiên đã cảm thấy như mình lột xác. Một lúc lâu sau, Long Khiếu Thiên đột phá một cảnh giới, tâm trạng vui vẻ, quay về nhà giao viên đan dược khác cho em trai. Đợi Long Khiếu Thiên đi rồi. Ngô Bình mới lấy ra một viên bát môn kim thủy đan cho Dư Quảng Hạ, viên đan này không bằng nghịch thiên cải mệnh đan nhưng cũng không tệ, viên này tặng anh. Dư Quảng Hạ giật mình, vội nói, cái này, quá quý, tôi không thể nhận. Ngô Bình, với tôi thì chẳng là gì, đừng khách sáo. Dư Quảng Hạ cảm ơn rồi cho người chuẩn bị rượu và thức ăn. Bên này còn chưa chuẩn bị xong, Long Khiếu Thiên lại tới mời Ngô Bình. Dư Quảng Hạ giành không được thì chỉ có thể theo hai người tới nhà họ Long. Gia chủ nhà họ Long, Long Ngạo Tiên là một nam tu cao lớn, ông ta kính trọng Ngô Bình, tự mình ra cửa đón. Nhưng dù sao Ngô Bình cũng là bạn của Long Khiếu Thiên nên ông ta cũng không tham gia bữa tiệc sâu đó, người tham gia đều là nhân tài của thần nguyên tiên giới, họ đều tới từ thế gia vạn năm hoặc các đại phái. Nhưng được Long Khiếu Thiên mới tới thì tất nhiên đều rất có tiếng tăm, hơn nữa còn là quan hệ không tệ. Không tính Dư Quảng Hạ thì có 7 người. Mọi người giới thiệu nhau, trong đó có một thiên kiêu của Nam Thiên Kiếm Tông, khí tức như kiếm, tu vi đã đạt tới đạo cảnh. Nhưng khi người này ngồi đối diện, Ngô Bình thì cảm thấy như đang đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang, còn bản thân chỉ là con thỏ. Đây là khi Ngô Bình không có địch ý với anh ta, bằng không. Chắc anh ta nuốt không trôi cơm. Đây là do Ngô Bình cố tình phóng thích, anh biết nguyên nhân Long Khiếu Thiên mời những người này. Đó là quan hệ hữu nghị, cũng là mạng lưới quan hệ, khoe khoang trước người khác. Đương nhiên là Long Khiếu Thiên muốn khoe rằng mình có một người bạn rất chất là Ngô Bình. Thiên kiêu của Nam Thiên Kiếm Tông tên La Phong, là người đầu tiên nâng lưu, anh Ngô, nghe nói anh chỉ dùng một chiêu đánh bại Từ Thiên Tượng, thật sự làm tôi bội phục. Tôi cũng là kiếm tu mà hoàn toàn thua xa anh Ngôi. Ngô Bình cười nói, anh La quá khen, nhắc tới Từ Thiên Tượng thì hiện tại đối phương thế nào? La Phong nói, từ trận chiến lần trước, hắn ta bị đả kích, nghe nói là chữa lành vết thương, bế quan khổ tu rồi. Thiên Hằng Kiếm Tông cũng rút khỏi vạn kiếm tiên giới, anh Ngô chỉ một mình là đã phá vỡ thế cục của Thiên Hằng. Nói rồi, mấy người mới nhắc tới mục đích mà Ngô Bình đến đây, là Liễu Nghị. Nghe nói bạn gái của Ngô Bình là thánh nữ, sắc mặt mọi người đều khá kỳ lạ. Một người trong đó có gương mặt đen nhẻm tên Lý Thần Tú nhắc nhở, anh Ngô. Đám người đại diễn giáo không bao giờ giữ lời đâu. Nếu anh Ngô muốn đưa thánh nữ đi thì e là trước khi đưa được người đi đã bị đối phương chặt đẹp rồi. Ngô Bình nhíu mày, cớ sao anh Lý nói thế? Lý Thần Tú giải thích, đại diễn giáo do 4 gia tộc lớn dựng lên, gặp chuyện là họ sẽ cãi nhau không ngừng, hơn nữa cực coi trọng tư lợi. 4 gia tộc đều kiểm soát vài vị trí thánh nữ, nhưng thánh nữ muốn chút bỏ thân phận thì phải được cả 4 gia tộc đồng ý. Nói cách khác là một trong 4 không đồng ý thì Liễu Nghị vẫn không thể rời giáo. La Phong nói, tôi chỉ muốn nhắc anh Ngô không nên để cô Liễu về đại diễn giáo. Nghe họ nói thế, Ngô Bình có chút lo lắng, lúc này anh mới thử liên lạc với Liễu Nghị. Hồi lâu thì bên kia truyền ra giọng của một người đàn ông, cậu là Ngô Bình. Ngô Bình nhíu mày, ông là ai? Đối phương đáp, tôi là Phùng Ngọc Lang, là trưởng lão của đại diễn giáo. Liễu Mị là thánh nữ do nhà họ Phùng quản lý, cô ta làm trái lệnh, hủy tấm thân trong trắng, bị nhốt vào địa lao chịu hình rồi. Cậu không muốn, cô ta chết thì lập tức tới chịu tông môn tôi xử phạt. Ngô Bình híp mắt, tôi sẽ qua, các người dám đụng tới cô ấy thì tôi sẽ không bỏ cùa. Được lắm, miệng cũng mạnh phết, không muốn cô ta chịu tội thì mau tới đi, đối phương nói xong thì gián đoạn liên lạc. Người chung quanh nghe thế thì đầu lắc đầu. Long Khiếu Thiên nói, đại diễn giáo này nghĩ mình cao quá,
Tôi đi với anh, những người còn lại cũng hùa theo. Ngô Bình xua tay, việc này tôi tự xử lý, không phiền mọi người, cứ tiếp tục uống rượu nhé, tôi đi một hồi sẽ quay lại. Nói xong, không đợi mọi người khuyên can, anh rời nhà họ Long. Đại diễn giáo, Ngô Bình bị người dẫn tới một đại điện. Trong đại điện có 7 người đang ngồi, họ đều cao. Tận 10 trượng, đều là cường giả đạo cảnh. Ngô Bình vào điện, lúc này mới phóng thích một phần tu vi, biến thành người khổng lồ cao 30 trượng, lớn hơn cả đám cường giả kia. Tu vi càng cao thì bản thể phóng to càng lớn, để tiện sinh sống họ mới duy trì chiều cao bình thường. 7 người không vui nhưng không thể nâng cao, chỉ có thể đứng lên, một gã để râu hình chữ bát ở giữa trầm giọng nói, cậu là Ngô Bình. Là tôi, Ngô Bình khoanh tay nói. Là cậu dám cướp sự trong trắng của Liễu Mị, gã tiếp tục hỏi. Ngô Bình nói, chúng tôi yêu nhau, giúp đỡ nhau là bình thường. To gan, cậu biết cô ta là thánh nữ của đại diễn giáo chúng ta không, một tu sĩ râu đỏ quát. Ngô Bình nhíu mày, ông giống cái đếch gì? Ông nghĩ giọng mình lớn lắm sao? Họ thấy Ngô Bình kiêu ngạo như vậy thì càng khó chịu, tu sĩ râu mép đỏ lạnh giọng nói, làm bẩn thân thể của thánh nữ, không chỉ khiến cô ta phải chịu hình chết mà cậu cũng không sống nổi đâu. Các người dám đụng tới đầu ngón tay của Liễu Mị thôi tôi sẽ san bằng cái giáo này, Ngô Bình vẫn lạnh giọng, ánh mắt quét 7 người. Râu chữ bát hừ lạnh, tôi biết thân phận của cậu, người của đệ nhất kiếm tông, có quan hệ với Thái Hoàng giáo, tiếc là những thân phận này không cứu được cậu. Vậy sao, Ngô Bình cười lạnh, các người có thể thử xem L. 7 người nhìn nhau, thiếu một thánh nữ, họ có thể đổi, tổn thất không lớn, nhưng họ yêu cầu Ngô Bình tới vì phát hiện thể chất của Liễu Mị đã nâng cao rất nhiều. Hơn nữa trong cơ thể có thêm vài đạo mạch, chứng tỏ Ngô Bình có thủ đoạn thông thiên hoặc bảo vật cải tạo thể chất. Tên râu chữ bát thản nhiên nói, Ngô Bình, đừng tưởng chúng tôi không dám giết cậu, không ra tay vì chúng tôi muốn cho cậu một cơ hội. Ngô Bình nghĩ thầm, ném ta vào đại diễn thánh cảnh. Giọng nói của mèo đen vang lên, công tử, đi thăm dò một phen. Ngô Bình, đã tìm được vị trí của Liễu Mị, mèo đen, cách đây không xa. Đưa ta đi, Ngô Bình lập tức biến mất, mấy người trong điện đều kinh hãi, tìm tòi khắp nơi, lại không thể tìm thấy Ngô Bình. Hắn đi cứu người rồi, người có bộ râu hình chữ bát hét lớn, bọn bọ lập tức chạy đến nơi giam giữ Liễu Mị. Bên trong địa lao, hai tay Liễu Mị bị xích sắt treo ở giữa không trung, dưới chân là nước bẩn, trong nước có lượng lớn trùng độc bò lên trên người cô cắn cô. Bỗng nhiên, Ngô Bình xuất hiện, kiếm quang chợt lóe, xích sắt đứt đoạn, anh bế Liễu Mị đã hôn mê. Chờ đến khi người của đại diễn giáo đến, đã không còn bóng dáng của anh. Ở một khu rừng nguyên sinh bên ngoài đại diễn giáo, trong một hốc cây sạch sẽ, Ngô Bình đặt Liễu Mị xuống, bắt đầu trị liệu cho cô. Qua một lát sau, Liễu Mị tỉnh lại, cô cười khổ, nói, tôi không ngờ, bọn họ tham lam đến như vậy, lại muốn khống chế công tử, để có được bí mật tăng lên tư chất. Ngô Bình, không sao, cô nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi đến đại diễn thánh cảnh một chuyến. Liễu Mị, để mở ra đại diễn thánh cảnh cần có sự liên thủ của vài vị trưởng lão. Ngô Bình, lúc trước bọn họ có nói, muốn ném tôi vào trong đại diễn thánh cảnh. Liễu Mị vội vàng nói, nhưng mà thánh tôn ở đại diễn thánh cảnh vô cùng khủng bố. Ngô Bình xua tay, cô yên tâm, tôi sẽ mang theo mèo đen đi cùng, sẽ không có việc gì. Một lát sau, anh cảm giác có người đang dò xét khu vực này, lập tức bay lên trời. Người anh vừa mới bay được một khoảng, thì một tấm lưới lớn đã bay đến trước mặt anh, trong nháy mắt đã tóm lấy Ngô Bình vào bên trong. Sau đó tấm lưới siết chặt, trên lưới có một sức mạnh quỷ dị, có thể áp chế được toàn bộ pháp lực của anh. Lưới càng thu càng chặt, cuối cùng hoàn toàn khống chế Ngô Bình ở bên trong. Ngay sau đó, người đàn ông râu hình chữ bát đi đến, hắn ta nhìn chăm chằm vào Ngô Bình ở trong lưới, cười lạnh một tiếng, cậu có thể chạy trốn được sao? Ngô Bình bướng bỉnh nói, bắt được tôi cũng vô dụng, tôi sẽ không khai ra gì cả. Người này cười quái dị, yên tâm, cậu sẽ nói. Sau đó, Ngô Bình bị xách đến một cung điện màu đen của đại diễn giáo. Trước cửa cung điện, mấy tên tu sĩ kia lại xuất hiện một lần nữa, trong đó có một người hỏi, thế nào, cậu muốn ngoan ngoãn phối hợp hay là chịu đau khổ rồi mới phối hợp? Ngô Bình, đau khổ thế nào, để tôi nếm thử. Người nọ gật gật đầu, nói, ném vào. Tức khắc, đại môn của cung điện mở ra, bên trong truyền ra sự lạnh lão. Sau đó tấm lưới rung lên,
Ngô Bình đã bị ném vào đại điện, sau đó cửa điện đóng lại thật mạnh. Trong cung điện, chỗ nào cũng đều là khói xanh đen, anh đi được một đoạn, cũng không thấy được điểm cuối, mà khi khói dần phai đi, anh thấy được mặt cỏ, cùng với vô số thi cốt chất trên mặt đất. Thật hiển nhiên, số thi cốt này đều là sinh linh bị hiến tế ở đây. Bên ngoài cửa điện, dâu hình chữ bát nói, thời gian này, hẳn là lúc hoạt động của huyết mục đại nhân, huyết mục đại nhân rất thích tra tấn người sống, ta xem tên tiểu tử này có thể kiên trì được bao lâu. Một người khác, hừ, không có ai có thể kiên trì được nửa canh giờ dưới tay huyết mục đại nhân, một lát nữa là chúng ta có thể nghe được tiếng khóc thét. Chờ đến khi hắn ta ra ngoài, chúng ta nói hắn làm cái gì, hắn sẽ ngoan ngoãn làm cái đó. Nhưng vào lúc này, trong không khí truyền đến tiếng cười quỷ dị. Ở phía xa, một quả cầu máu lăn đến, cách Ngô Bình không xa thì ngưng tụ lại thành một quái vật cả người đầy máu tươi. Nó có hình dáng như con người, nhưng cái đầu lại là xương khô, sau lưng có hai cánh màu huyết sắc. Con người của nó có hai lồng huyết quang, tản ra quỷ dị u lãnh. Cấm linh, nhìn thấy con quái vật này, Ngô Bình không những không kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Cấm kỳ của anh đã được thất trọng cấm, cảm giác tương đối nhạy bén, có thể kết luận được quái vật trước mắt này có ngũ trọng cấm. Thêm một trọng cấm, có nghĩa là thực lực của Ngô Bình đã vượt xa đối phương, huống chỉ là nhiều hơn hai trọng cấm. Cho nên, đang lúc con quái vật màu máu này đến gần Ngô Bình, sau khi cảm nhận được khí tức cấm kỳ của anh, bỗng nhiên nhanh chóng rụt cổ, quay đầu bỏ chạy. Ngô Bình đạp lên nó, đạp lên cánh của con quái vật này, nó không dám động đậy, miệng liên tục nói ngôn ngữ loài người, đại nhân tha mạng. Cấm linh đều có trí tuệ, quái vật màu máu hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Mèo đen đi đến, nó hỏi, nơi này có cấm nguyên. Cảm nhận được hơi thở càng khủng bố của mèo đen, con quái vật màu máu càng thành thật, vội vàng gật đầu có, tiểu nhân ra đời bên trong cấm nguyên. Người có tên không, Ngô Bình hỏi. Những nhân loại ở bên ngoài gọi tiểu nhân là huyết mục. Nó thành thật trả lời. Huyết mục, người bên ngoài thường đem nữ tử mỹ lệ và sinh linh đến đây hiến tế, tất cả đều bị ngươi ăn. Huyết mục vội vàng lắc đầu, không không, tiểu nhân chỉ là cấm kỳ nhỏ yếu ra đời bên trong cấm nguyên, chỉ dám ở lúc này mới tìm chút huyết thực. Bên dưới còn có cấm kỳ mạnh hơn nữa, bọn họ mới có tư cách được cường giả hiến tế. Ngươi nói là cường giả, có được bao nhiêu trọng cấm, Ngô Bình hỏi. Mạnh nhất có lẽ là có thập trọng cấm, huyết mục nói. Tính luôn cả ngươi, ở chỗ này có bao nhiêu cấm kỳ? Hơn 100, tiểu nhân cũng không xếp vào trong đó. Huyết mục vội vàng nói. Thánh tôn mà bọn họ nói là ai? Là cấm kỳ mạnh nhất ở đây, hắn đã tu luyện thành hình người, thích nhất là ăn thịt mỹ nhân. Huyết mục, nói. Sau khi Ngô Bình hỏi xong, tay phải đâm vào trái tim của huyết mục, cấm kỳ chi lực chảy vào cơ thể đối phương. Ngay sau đó, huyết mục nổ tung. Chỉ để lại một cấm kỳ chi lực màu máu to bằng lòng bàn tay, đây là căn nguyên cấm kỳ của nó. Ngô Bình nắm lấy cấm kỳ chỉ lực huyết sắc, nuốt nó. Sau khi hấp thu nguồn năng lượng này, cấm kỳ của anh lập tức thăng lên bát trọng cấm. Hấp thu cấm linh trực tiếp như thế này không ngờ lại có hiệu quả tốt đến vậy. Anh cảm thấy kinh ngạc. Mèo đen, công tử, so với sức mạnh của cấm nguyên, thì thứ này không tính là gì. Đi thôi. Chúng ta đi vào bên trong nhìn một cái. Bên ngoài cửa điện, mấy người dâu hình chữ bát nghe được một tiếng hét thảm, nhưng tiếng kêu thảm thiết nghe như không phải của Ngô Bình, giống như là tiếng của huyết mục đại nhân. Nhóm người này hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ tiếng kêu thảm thiết đó chính là huyết mục đại nhân? Ngô Bình lại càng đi sâu vào bên trong, phía trước xuất hiện một vách tường vàng kim, có thể nhìn thấy bên trong bức tường thủy tinh là một cảnh tượng khác. Hình như là bị ngăn cách. Vậy huyết mục kia sao lại có thể ra được, Ngô Bình nhìn về phía bên trong, nói thầm. Mèo đen vung móng vuốt lên, một đường sát khí sắc bén đánh lên vách tường tỉnh thể, lập tức xé mở ra một lối vào, hai người nhanh chóng đi vào. Bên trong vách tường tinh thể, trong không khí tràn ngập một loại lực lượng khiến Ngô Bình cảm thấy quen thuộc, anh không nhịn được mà hít sâu vài hơi, nói, đây là cấm nguyên sao. Mèo đen cũng đang hưởng thụ, nói, không nghĩ đến. Nơi này lại cất giấu cấm nguyên mạnh mẽ như thế. Nếu cho nó đủ thời gian, nơi này thậm chí còn có khả năng cho ra đời cấm kỳ tối cao. Ngô Bình, mèo đen, người đánh thắng được cường giả ở nơi này không? Mèo đen, thời gian bọn họ ra đời quá ngắn, không nên trò trống gì, không đáng lo đâu. Công tử, chúng ta nhanh chóng tụ luyện đi.
Mèo đen mở một mắt, giơ chân phải lên, một cái móng vuốt chọc lên không trung, liên tiếp đập con khỉ vàng rơi xuống đất. Bang! Con khỉ kêu thảm thiết một tiếng, sau đó sức mạnh cấm kỵ trên cơ thể nó liên tục được phóng thích ra không trung, cuối cùng chỉ còn lại một lớp da lông. Sau khi giết chết con khỉ, mèo đen nói, cấm nguyên bên trong càng nồng đậm hơn, chủ nhân, chúng ta vào trong thôi. Ngô Bình gật đầu, vừa đi vừa hỏi mèo đen, cấm nguyên này rốt cuộc là loại năng lượng gì? Mèo đen, sinh ra năng lượng cấm kỵ, đồng thời nó cũng là chất dinh dưỡng tốt nhất để sinh trưởng cấm kỵ, công tử. Nơi này chắc hẳn là có rất nhiều dược liệu cấm kỵ, hãy cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên, một lúc sau Ngô Bình đã tìm được một cây dược liệu chứa đầy cấm kỵ ở bên trong, loại dược liệu này ở thế giới bên ngoài tuyệt đối không thể tìm thấy, hơn nữa là cực phẩm trong dược liệu cấm kỵ. Sau khi thu thập liên tiếp mấy chục cây dược liệu, khí cấm nguyên ở xung quanh đã trở nên vô cùng nồng đậm, vì vậy Ngô Bình quyết định tiếp tục tu luyện ở đây. Lúc này, không gian nơi một người và một mèo ở là một khu rừng sâu rậm rạp, có thể nhìn thấy rất nhiều động vật di chuyển xung quanh. Tuy nhiên, những con vật này đều không phải là cấm kỵ, bọn chúng chỉ là bị nhiễm một chút hơi thở cấm kỵ mà thôi. Lần tu luyện này kéo dài hơn một ngày, khi Ngô Bình không ngừng hấp thu cấm nguyên, anh cảm thấy cấm thần của mình ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sức mạnh cấm nguyên không chỉ là chất dinh dưỡng của cấm kỵ, mà còn là một động lực cưỡng hãn khiến cấm thần của anh trở nên vô cùng mạnh mẽ. Bên kia, những người của đại diễn giáo canh gác bên ngoài đại điện hiến tế vô cùng nóng ruột, cho đến nay không có tin tức gì về Ngô Bình, bọn họ đều sợ Ngô Bình chết ở trong đó cũng sợ anh không chết, nếu là người trước thì nhiều nhất bọn họ chỉ tổn thất bí mật của Ngô Bình, nhưng nếu là người sau thì tình hình nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mọi người, tên họ Ngô sẽ không thực sự giết chết Huyết Mục đại nhân chứ? Vị tu sĩ tóc tím thận trọng hỏi. Những người còn lại sắc mặt tái nhợt. Nếu như điều này là sự thật thì chứng tỏ thực lực của Ngô Bình vượt quá sức tưởng tượng của họ. Không thể nào, dâu chữ bát gắn giọng, tiếng kêu thảm của Huyết Mục đại nhân chưa chắc là do cậu ta làm ra, cậu ta đến bây giờ chưa có tin tức gì, có lẽ đã chết từ lâu rồi. Họ không biết rằng lúc này Ngô Bình đang hấp thụ một lượng lớn sức mạnh cấm nguyên, khi sức mạnh của cấm nguyên càng ngày càng tăng lên, thần môn thứ hai ngày càng rõ ràng hơn, kẽ hở cũng được mở ra ngày càng rộng hơn. Tuy nhiên, khi mở được 1/3 thì dừng lại, dường như bị một lực lượng khổng lồ chặn lại, với sức mạnh hiện tại của Ngô Bình, anh căn bản không thể chống lại lực lượng này. Một lúc sau, Ngô Bình cảm thấy cấm thần của mình không thể tiếp tục hấp thu cấm nguyên nữa, anh không khỏi nói, nếu như có thể mang theo cấm nguyên ở nơi này ra ngoài thì tốt biết bao. Mèo đen không thể mang đi được, nhưng công tử có thể ngắt thêm một chút dược liệu cấm kỵ. Vì vậy, Ngô Bình bắt đầu thu thập thảo dược. Mèo đen tiếp tục tu luyện. Trong nháy mắt 3 ngày nữa trôi qua, Ngô Bình thu thập được hàng nghìn cây dược liệu, ở đây này anh nhìn thấy rất nhiều thi thể của tu sĩ tiên đạo, hẳn là tu sĩ vô tình tiến vào nơi này, kết quả bọn họ chết ở trong này. Anh không thể không nghĩ đến đại diễn giáo thông qua tế đàn có được công pháp hoặc là pháp bảo hầu hết đều là di vật của những tu sĩ đã chết này. Trong khoảng thời gian này cũng có mâu thuẫn với những cấm kỵ khác, nhưng những điều cấm kỵ đó không thể đánh bại được anh. Cuối cùng đều đã bị anh nuốt chửng. Cuối cùng cấm kỵ của anh đặt đến cửu trọng cấm, mà anh quyết định tạm thời rời khỏi nơi này, mèo đen cần hấp thu một thời gian nữa, anh bèn bỏ lại mèo đen, một mình đi ra khỏi khu vực này. Sau khi trở về theo đường cũ, anh quay trở lại đại điện, sau đó bắt đầu gõ cửa. Người ngoài cửa tưởng anh đã chết rồi cho nên không đợi tin tức ở bên ngoài, là do người gác cổng bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vàng thông báo cho bọn họ. Một lúc sau, cửa lớn mở ra, Ngô Bình nghênh ngang bước ra ngoài. 7 người đứng ngoài cửa, đều mắt chữ A mồm chữ. Cậu, chưa chết, tu sĩ dâu chữ bát run rẩy. Ngô Bình ừ một tiếng, tôi kết nghĩa với Thánh Tôn, ta là đại ca của đối phương. Nhóm người này vẻ ngạc nhiên và không dám tin lời nói của Ngô Bình. Ngô Bình vung tay lên, cửu trùng cấm được kích hoạt, xung quanh đột nhiên khói bụi mù mịt, khí tức khủng bố lan tràn ra. Đám người kinh hãi đều quỳ rạp xuống đất. Tham kiếm Thánh Quân đại nhân. Bọn họ gọi người mạnh nhất dưới là Thánh Chủ, lúc này bọn họ dứt khoát tôn Ngô Bình là Thánh Quân. Ngô Bình vui vẻ nhận lấy, nói, sau này không cần phải hiến tế nữa, để mắt tới nơi này cho ta sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Nói xong, anh bay lên không trung nghênh ngang rời đi, chỉ lưu lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ngô Bình nhanh chóng tìm thấy Liễu Nghị,
sau đó khởi động thánh môn quay trở lại thánh cổ đại lục. Khi số lần sử dụng thánh môn ngày càng tăng lên, Ngô Bình giờ đây đã có thể điều khiển thánh môn một cách chính xác, hai người họ xuất hiện ngay cạnh Kim Long học viện. Ngô Bình mang về rất nhiều dược liệu cấm kỵ, anh quyết định luyện chế mấy lò cấm kỵ đan dược. Đối với tu sĩ của thánh cổ đại lục, ngưỡng lớn nhất của tu luyện chính là hạt giống cấm kỵ, đại đa số người không có khả năng ngưng tụ hạt giống cấm kỵ, những người ngưng tụ được hạt giống phần lớn đều là hạt chết, trong số tất cả hạt giống, tỷ lệ hạt giống sống chỉ là 1/1000, cho nên, bây giờ Ngô Bình muốn luyện chế một đan dược có thể tăng tỷ lệ sống sót của hạt giống, hơn nữa còn đặt tên là thần trùng đan. Uống thần trùng đan, có thể ngưng tụ hạt giống cấm kỵ dễ dàng hơn nữa hạt giống có tỷ lệ sống sót lớn, không thể nghi ngờ, đây là đan dược chưa từng có ai sáng tạo ra, một khi nghiên cứu thành công, trong vòng 100 năm thực lực của cả nhân tộc sẽ bước lên một tầm cao mới trước nay chưa từng có. Ngô Bình thông báo ý tưởng này cho Dược Lão rất phấn khởi, tin tưởng phương pháp này có thể thực hiện được, sư đệ hai người vừa thực nghiệm vừa nghiên cứu, 3 ngày sau, lô thần trùng đan đầu tiên ra đời. Chất lượng của lô đan dược đầu tiên chất lượng là cực phẩm. Ngô Bình gọi Lý Dược Sư đến uống loại đan này, thử nghiệm thức tỉnh hạt giống cấm kỵ, mặc dù tu vi của Lý Dược Sư khá cao nhưng điều này không gây trở ngại tu luyện cảnh giới trúc cơ ở thánh cổ đại lục. Hóa ra Ngô Bình cưỡng chế đem một thân công pháp của đối phương phong ấn vào trong thần môn, sau đó tu luyện lại từ đầu. Không lâu sau khi Lý Dược Sư uống đan dược đó, dựa theo truyền dạy của Ngô Bình thức tỉnh hạt giống. Anh cùng Dược Lão canh giữ ở bên ngoài phòng tu luyện, đợi nửa ngày. Bên trong mới có một chút động tĩnh gì đó, sau đó, một cỗ sức mạnh cấm kỵ thuần túy giải phóng ra ngoài. Đôi mắt của Ngô Bình sáng lên, anh mỉm cười nói, thành công rồi. Quả nhiên, Lý Dược Sư đẩy cửa ra, vui vẻ nói, bố, con thành công rồi. Ngô Bình gật đầu, ừ, con lĩnh hội cho tốt. Sau đó, mấy người Lý Thái Nhất đều uống một viên, thần trùng đan, thành công thức tỉnh hạt giống cấm kỵ, hơn nữa đều là hạt sống. Dược Lão, đan này tuy rằng rất tốt, nhưng đáng tiếc là luyện chế nó cần dùng đến dược liệu cấm kỵ, không thể luyện chế số lượng lớn, nếu không, toàn bộ nhân tộc sẽ được lợi lớn. Ngô Bình, đan dược càng chân quý thì càng khó luyện chế, đây là chuyện bình thường. Dược Lão, 2 ngày này con nên luyện chế nhiều hơn một chút, sinh nhật của chúa tể, viện trưởng bảo. Chúng ta chuẩn bị một ít đan dược làm quà. Học viện Kim Long nằm ở trung tâm của Kim Đô. Ở Kim Đô có một vị chúa tể chấn giữ, tuy nhiên, Ngô Bình ở đây đã lâu nhưng vẫn chưa chính thức gặp được vị chúa tể đó, cũng không biết tiệc mừng thọ của chúa tể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 216.